Chào các bạn, trên màn hình của tôi nó là một cái file PDF có 14 trang. Và mỗi một trang nó có đây 4 cái ô khung mà dưới dạng là chia theo kiểu là tương tự nhau. Đấy. Bây giờ cái bài hôm nay là chúng ta sẽ tiến hành chia một cái trang này thành 4 cái trang hoặc 2 trang. Đây là cái kết quả mà tôi đã tiến hành rồi. Các bạn thấy không? Tức là mỗi một trang PDF mới sẽ 1/4 của cái trang này. Đấy. Thì cái bài hôm nay là chúng ta đây, tôi có cái bài file hướng dẫn như sau. Hướng dẫn chia tách 01 trang PDF thành 04 trang PDF chia tách tùy ý. Ok, thì cái bước đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Chúng ta cần chuẩn bị 3 thứ sau. Một đó là phần mềm đọc file PDF. Tôi liệt kê ra các bạn có thể sử dụng For Sheet Reader. Cái này thì là phần mềm miễn phí, các bạn sẽ gõ For Sheet Reader lên các bạn cài đặt được. Thứ hai là cái trình cao hơn, đó là For Sheet Phantom PDF. Cái này nó vẫn của cái hãng For Sheet nhé các bạn. Đấy, cái này là viết sai này. For Sheet, ok. Tiếp đến là cái Adobe Acrobat. Thì cái này các bạn cũng có thể hay gặp. Thì thông thường một cái máy tính các bạn thường nó sẽ có một cái trình PDF nào đó mà tôi liệt kê trên ở màn hình đây. Thì cái này ở đây như của tôi là tôi sẽ có đó là For Sheet Phantom. Đây, chính là cái đây, For Sheet Phantom PDF. Đồng thời tôi cũng có cả For Sheet Reader. Ở trường hợp này tôi sẽ sử dụng For Sheet Phantom PDF, ok. Cái phần chuẩn bị tiếp theo đó là một cái máy in ảo Lova PDF các bạn nhé, hoặc tương tự. Một cái máy in ảo Lova PDF thì tôi có một cái bài hướng dẫn về cài đặt máy in ảo Lova PDF. Nếu các bạn chưa có thì theo đường link tôi liệt kê đây. Thì các bạn có thể kích vào cái đường link ở trong phần mô tả video. Cái này tôi sẽ để ở phần mô tả video nhé. Phần mô tả ngay phía dưới video. Ví dụ đây tôi copy này. Đấy, vào cái thanh trình duyệt Google Chrome. Tôi paste đây. Thì đây nó là cái hướng dẫn của cái trên cái kênh của tôi về cái chuyên về cài đặt phần mềm máy tính. Thì các bạn có thể yên tâm các bạn làm theo và chúng ta cài đặt được cái For Sheet Reader này. Ok. Tiếp đến là chúng ta chuẩn bị một cái file PDF cần chia tách. Ở đây tôi lấy luôn cái file mà tôi đang sử dụng đây. Nó là thực hành PDF. Nó có hình dạng như vậy. Nó có 14 trang. Sau khi mà chia tách mà mỗi một trang thành 4 tờ. Thành 4 trang PDF thì nó phải nhân 4 lên. 14 x 4 là bằng bao nhiêu? 56. Đây tôi có sẽ 56 tờ. Chuột phải vào đây. Show desktop này. Thì đây chính là cái file thực hành. Đây là cái file OK mà tôi đã chia tách trước đó. Đấy, chúng ta cần chuẩn bị cái file này. Rồi. Phần mềm máy in ảo Lova PDF thì các bạn nếu cài đặt xong rồi thì các bạn vào đây, vào Start này, vào Control Panel. Thì các bạn vào phần đó là đây, Device and Printer. Thì các bạn sẽ xem được cái phần mềm cái máy in ảo các bạn có hay chưa. Ở đây của tôi có máy in ảo Lova PDF đây rồi. Đấy. Thì các bạn đây chuột phải và các bạn chọn Print Reference để các bạn có thể tùy chọn mà trong cái bài hướng dẫn cài đặt cái máy in ảo Lova PDF tôi đã có. Ok. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái bước thứ hai, chúng ta sẽ tiến hành chia tách theo video hướng dẫn. Có hai cái yêu cầu đầu tiên tôi sẽ chia tách một trang PDF thành 4 trang PDF. Giống như mà tôi đã có cái bài mà tôi giới thiệu ban đầu đấy. Chính là cái file này. Ok. Đấy. Vậy tôi tắt đi nhá. Đây chính cái file mà tôi giới thiệu ban đầu đây. Tôi tắt đi này. Chúng ta sẽ tạo một file như vậy. Chuột phải Show Desktop. Để chia tách làm 4 trang, chúng ta sẽ mở cái file PDF cần chia tách ra. Đây là cái file thực hành. Chuột phải và nhấn Open. Thì mặc định của tôi đó là For Sheet Phantom. Thì sẽ mở For Sheet Phantom ra thôi. Thì đây các bạn, đây chính là cái file PDF mà chúng ta cần xử lý. Ok, đấy. Kéo xuống tận dưới đây. Thì cái cuối cùng này nó sẽ có một cái trang trắng nhá. Không vấn đề gì cả. Chúng ta mở được cái file For Sheet Reader rồi. Bây giờ For Sheet file PDF trên cái For Sheet Phantom PDF. Ok. Tiếp theo chúng ta nhấn Ctrl P. Hộp thoại Print được hiện ra. Trong này chúng ta tập trung mấy vấn đề sau. Đầu tiên là lên, đó là cái printer. Thì các bạn sẽ tích vào cái mũi tên này hoặc tích thẳng vào đây.
chuột trái. Thì các bạn có một liệt kê một loạt các danh sách máy in, thì chúng ta sẽ chọn cái máy in ảo Lova PDF. Ok, đây chính là cái máy in ảo Lova PDF mà chúng ta cài đặt ở cái phần chuẩn bị thứ hai đấy. Tiếp đến là chúng ta vào Property. Thì đây chúng ta sẽ thiết lập cái máy in ảo Lova PDF này như thế nào. Chúng ta sẽ thiết lập gồm có 3 cái tab mà chúng ta để ý thôi. Tab đầu tiên là phần trang. Thì các bạn để ý này, cái document là chúng ta 21.6, nó là gần với cái khổ giấy, nó là A4, 21 và 297. Thì đây là 279. Đấy các bạn, nó gần với khổ A4. Bây giờ chúng ta chia làm 4. Thì A4 đến A3 xong đến A4 đến A5 xong A6. Vậy là chúng ta sẽ chọn đây là A6. Đấy. Tôi ẩn, nếu các bạn chưa có cái đơn vị cm thì chúng ta sẽ làm như sau này. Tôi cancel đi này. Cancel này. Chúng ta sẽ thiết lập đơn vị cm. Nếu các bạn chưa xuất hiện cm này, chúng ta vào file, chúng ta vào preference. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm đến cái mục này. Đây, document. Các bạn có phần Minsure Elit đây, thì các bạn sẽ chọn cm này nhé. Nhấn OK. Ctrl P, chọn máy in Nova PDF. Vào Profile, Property. Chúng ta chọn trang, chúng ta chọn A6. Vì đơn giản đó là cái document nó hiện tại là chia 4 ra, thì là gần với A4, thì chúng ta chia 4 thì sẽ được A6. Chúng ta nôm na hiểu như vậy. Tại sao chúng ta phải chọn A6 là như thế. Tiếp đến cái độ phân giải, thì các bạn để in ấn thì chúng ta sẽ để độ phân giải đó là 600 dpi. Ok. Tiếp đến cái phần đồ họa. Đồ họa thì các bạn có thể chọn không gì cả nhé. Đấy, chúng ta chọn không gì cả, chúng ta không xử lý gì cả. Tiếp đến phần phông chữ, chúng ta chọn 3 cái đầu tiên, nhúng phông chữ tân tật đây. Chúng ta nhấn OK. Còn một cái nữa, nó là cái mục lưu này. Thì chúng ta cấu hình tùy chọn lưu, thì chúng ta làm như trong cái cài đặt For Sheet Reader nhé. Thì tôi sẽ lưu ngoài mình desktop đây. Chúng ta tích vào đường dẫn đây, chúng ta trỏ ra ngoài đường dẫn. Đấy, chúng ta sẽ trỏ ra ngoài đường dẫn desktop đây này. Phần tên tệp thì các bạn sẽ chọn đây, ví dụ nó là cái đầu tiên là cái L là lên. Đấy. Tiếp đến C là chúng ta sẽ là counter, viết tắt của từ counter. Thì đây là ví dụ nó sẽ là tên tài liệu và 01 cứ thêm đuôi đằng sau. Đấy. Ok. Và sau khi lưu thì không làm gì cả, chúng ta để không làm gì cả, nhấn OK. Cái này chúng ta có thể thiết lập mặc định ở trong cái print reference. Rồi. Tiếp đến là chúng ta quan tâm đến cái phần đó là print heading. Bình thường nó sẽ ở mục đây, mục scan. Print heading nó ở mục scan này. Thì nó sẽ hiển thị trong preview ở bên cạnh đây. Chúng ta sẽ chọn đó là title last page. Đấy. Trong title last page thì thông thường chỗ này nó là 100%. Đấy, các bạn để ý mà xem. Thì nó thông thường nó sẽ là 100%. Thì nó hiển thị như vậy. Chúng ta sẽ sử dụng cái mũi tên này. Đấy. Chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Khi nào nó về được 4 vị trí này là chúng ta OK. Thì đây tôi sẽ để nó là 96 đi. Đấy, thông thường đây. Đấy các bạn đâu, 97.2 thì không được. Chúng ta lui về 96 thì được này. Đấy. Overlap để 0.01 cm. Ở đây nó là Auto Range Center. Thì các bạn chọn Auto Center nhé. Đấy, chúng ta tích vào nó hiển thị này. Đấy. Sau đó các bạn chọn post share, thì sau khi chia làm 4 thì nó sẽ được một cái trang nằm dọc như vậy. A6 nằm dọc để chúng ta đọc cho nó không phải xoay đấy. Rồi, đến đây thì sao? Chúng ta chỉ cần việc cuối cùng đó là OK để tiến hành print. Rồi, chúng ta đưa con trỏ về phía dưới cái print này. Khi nó xuất hiện số 0 document này, chúng ta sẽ ra ngoài màn hình, chuột phải, show desktop. Thì đây chính là cái file mà chúng ta vừa tạo được. Đó là tên file cộng với số counter là 01. Chuột phải open. Chúng ta sẽ kiểm tra kết quả. Đấy, các bạn thấy không? OK. Rồi, chúng ta đã xong đó là chia 01 trang PDF thành 4 trang PDF. Chúng ta sang cái trường hợp thứ hai, chia tách 1 trang PDF làm 2 trang PDF nhé. Cũng tương tự, chúng ta lại mở cái file thực hành lên. Bây giờ chúng ta lại giống cái trường hợp đầu tiên. Ctrl P, mục thoại print. Ở đây chúng ta lại chọn Lova PDF Property. Chúng ta cũng chọn như vậy. Trang nó là, lần này không phải A6 mà chúng ta sẽ chọn A5. Vì đơn giản chúng ta chỉ cưa đôi ngang thôi. Đấy. Độ phân giải chúng ta chọn 600 dpi. Đồ họa chúng ta chọn không gì cả. Phông chữ chúng ta chọn 3 cái này.
Để cái phần lưu thì chúng ta cấu chọn đây cũng tương tự desktop và tên tệp. Ok, sau khi lưu chúng ta không làm gì cả. Ok, đấy. Tiếp đến cái phần đó là title last page đây. Đấy, title last page thì chúng ta sẽ ok, vào preview này chúng ta chọn A5 này. Ok này, bây giờ chúng ta chọn landscape nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chọn landscape. Đây, chúng ta sẽ không chọn, lần này chúng ta không chọn auto center nữa mà chúng ta ẩn nó đi. Và bây giờ chúng ta sẽ giảm xuống để khi nó sẽ thu về hai cái trang ở bên này, các bạn để ý này. Lần này chúng ta không chọn auto center. Đấy. Auto center, à auto center vẫn phải chọn nhé các bạn. Đấy. Khi mà chúng ta giảm xuống 97.2 đây thì các bạn thấy nó về làm hai trang rồi. Đấy. 96 thì sao? 96 được nhé các bạn. Cũng tương tự là chúng ta vẫn để 96. Đấy. Đến đây thì các bạn thấy hiển thị cái bên trái này, nó hiển thị đây rồi, nó cưa một cái đường nét đất ở giữa này. Là chúng ta ok. Đến đây là chúng ta chọn landscape đây. Đấy, portrait không được, chúng ta phải lại landscape nhá. Đến đây nó sẽ tạo ra một cái trang đó là A5. Sẽ ở quay ở vị trí nằm ngang, chúng ta sẽ đọc được và chúng ta nhấn ok. Thì chuyện gì xảy ra, nó sẽ sinh ra nó là 14 x 2 sẽ là 28 trang. Chúng ta đưa con trỏ vào cái máy in đây, không document. Ok. Chuột phải vào thanh task star show desktop, chúng ta lại mở cái file thứ hai này lên, thực hành chấm 2. Ok. Đây chính là cái file mà chúng ta tạo, đó là A5. Với cái cắt ngang như vậy. Đấy các bạn thấy không? Có 28 trang. Rồi, cái bước thứ bài thứ ba, bước thứ ba chúng ta kiểm tra thì tôi đã kiểm tra rồi. Thì đây chính là cái mà chúng ta chia tách không một trang PDF làm 4 trang PDF hoặc làm 2 trang PDF hoặc tùy ý hơn nữa, chúng ta có thể chia tách thêm nhiều trang PDF khác mà chúng ta có thể làm được trên cái phần mềm Foxit Phantom này. Cộng thêm máy in ảo Nova PDF với công cụ printer là chúng ta có thể thực hành được. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.